mong mau lôi những câu chính. Cứ đặt điều xong cho đời drama, câu này tao thích mà lên cứ gọi là hot luôn. Cứ bài cũ gây hiểu nhầm mà dập khuôn, mau lên luôn để cho dân mạng còn bú chen. Hơi ác nha, câu này lên thì người ta hơi oan. Em biết không, nếu mà khách quan thì mình chỉ cáp lại một câu y chang. Ôi dân mạng nó gắt phơ lờ, bài lên vừa chưa đến một giờ. Phim móng già tầm này là tầm thường mà đây mới là thiên đường. Các em không nên lan tăn, có một câu nguyên văn. Đứa nào nó sang suốt thì nó sẽ click vào bài đăng. Nhưng chúng nó chỉ quá hăng, đả kích như xe tăng. Toàn bọn đọc mỗi tít song song bắt đầu căng căng. Mấy đứa mình thật là tài. Mấy đứa này như trò hề. Mấy đứa này bị lừa rồi. Chỉ biết ngồi ở nhà mà điều khiển cả một cộng đồng. Anh thì vào tiệm vũ con người ta cứ thích lên ba hoa. Sống ở trong cuộc sống còn chưa chắc được bằng ai. Trên Facebook dạy đời ai mồm như bọn quái thai. Chỉ ngoa không chớp mắt bị lừa thì trách ai. Mấy đứa này đều bị lừa. Mấy đứa bị lừa vì ngu. Mấy đứa này là mình giàu. Mấy đứa này là đàn bò.